Mặc gì vừa tối giản mà vừa có những cái nét đẹp đặc biệt hơn, đó chính là những cái thiết kế vừa có vẻ đẹp cổ điển này, pha vào đó những cái vẻ đẹp hiện đại. Thì ngày hôm nay Thu Trà đồng hành với Melia sẽ giới thiệu và mang đến cho các chị một trong những cái thiết kế gồm hai item tách rời. Bạn này chính là set đồ thì gồm có áo và chân váy. Với chất liệu của bạn này ngày hôm nay đó chính là thiết kế sử dụng chất liệu tách hàn, một trong những dòng sản phẩm có độ co giãn nhẹ nhẹ này. Khi mà mình mặc lên quan trọng nhất là đứng form. Nhìn em mặc thế nào thì các chị mình sở hữu bạn này về cũng sẽ mặc y hệt như vậy. Đó chính là cái vóc dáng. Ngoài ra thì gam màu chủ đạo đó chính là gam màu tím than, được mix gam màu đen. Tuy nhiên đường viền thì có điểm cho mình gam màu trắng. Về cơ bản thì nét đẹp của bạn này khá là tối giản thôi, nhưng mà vẫn khẳng định được cái tôi, cái vị thế của mình trong gu thời trang, đúng không ạ? Phong cách của bạn này thì em Trà thấy là phần cổ là cái điểm nhấn tối đa nhất, cũng là cái điểm nhấn mà thu hút người đối diện nhất. Đó chính là thiết kế dáng cổ V. Tuy nhiên khi mà mình mặc lên thì dáng cổ này sẽ giúp các chị đẹp có cái form dáng cổ đứng form hơn. Nhìn thấy em Trà mặc thế này thì các chị mình thấy là cái định hình cái đường eo này, hay là cái vòng 1, vòng 2, số đo vòng 3 của mình cũng sẽ được thu gọn lại, đánh nở phần hông một cách tự nhiên hơn. Dáng chân váy thì sẽ là chân váy bút chì, nên là các chị mình thấy là khi mà mình bước đi hay là mình di chuyển hoạt động thì cũng rất là tự tin và thoải mái. Với những cái trang phục mới nhất của Melia thì muốn gửi gắm đến các chị rất thời trang, rất xu hướng rồi, nhưng điều quan trọng nhất là khi mặc lên thì phải tự tin, tỏa sáng nhất có thể, đúng không ạ? Nếu như mà các chị đẹp mặc trang phục này thì em Trà gợi ý cho các chị là mình có thể mặc đi gặp khách hàng, hay là đơn giản thì mặc cho những cái ngày thứ hai đầu tuần có nhiều cuộc họp, thì form dáng chỉnh chu, lịch thiệp, nhã nhặn như thế này cũng là một cái sự gợi ý hoàn hảo nhất cho tất cả các cô nàng ngày hôm nay nha. Chính sách mua hàng online thì các chị đẹp được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ngoài ra thì mình sẽ được free ship toàn quốc. Còn tất cả các showroom trên tỉnh thành của Melia thì luôn luôn có những cái mẫu mới về. Thế nên là các chị có thể ghé qua trực tiếp để mình có thể tham quan, mình mua sắm, hay là mình trải nghiệm những cái sản phẩm không gian sang trọng nhất các chị nha.